Hai chữ này là khó khăn. Khó khăn. Kiên trì. Kiên trì. Can đảm. Can đảm. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Thu cờ lại. Cậu không biết như vậy sẽ lộ mục tiêu sao? Sợ. Cờ đó phải để ở trong lòng. Đi thôi. Ẩn nấp. Để lộ mục tiêu bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm. Phải bảo vệ tốt bản thân mình. Sư trưởng, rất nhanh sẽ có kết quả. Bảo bộ đội đi nhanh lên, đuổi theo hồng quân qua sông đại độ. Các anh em, đi nhanh lên. Đi. Đi. Chính quỷ, chân của anh ấy không đi nổi nữa. Cán cứu thương, rõ. Được không? Nhanh. Gỡ ra cho tôi. Rõ. Đây là cái gì? Lên cán. Dừng lại. Để lại về chỗ cũ. Tiếp tục tiến lên. Cậu thấy một chỉ huy ở trên cán cứu thương. Chỉ huy sao? Chúng ta đều là quân dân, không thể được khiêng lên chiến trường. Thằng chó, mày giết em tao. Mày là thằng khốn. Nghe đây. Cậu ta không phải bị chúng tôi giết. Cậu ta chết trong tay trưởng qua các người. Không chỉ mỗi cậu ta, còn cả mấy chục người chạy trốn của liên đội pháo binh các cậu toàn bộ đều bị bắn chết. Nghe rõ chưa? Cậu bỏ tôi ra. Tôi không bỏ. Bỏ ra. Tôi không bỏ. Quay lại. Cậu thả tôi ra. Thả tôi ra. Cấm động đậy. Cậu bắn đi. Đoàn trưởng. Bắn. Bắn chết tôi đi. Chuyện gì? Anh ta muốn chạy.
khí, Hồng Quân dựa vào hai chân. Quỷ Diên Mao sớm đã hiểu đạo lý này, vậy nên sau hội nghị Tuân Nghĩa, Hồng Quân luôn đánh thắng trận. Đạo lý này sau này cậu sẽ hiểu thôi. Anh Điền, anh dạy tôi bắn pháo đi. Cậu bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi 17. Anh coi tôi là em của anh đi. Cậu dắt pháo trên lưng đi. Được. Ẩn nấp. Cậu không sao chứ? Không sao. Đừng tiến lên nữa. Diêm Vương gọi các cậu rồi đấy. Không thể dính dáng đến bọn họ. Lão Dương, cậu dẫn đội ngũ tức tốc qua đó. Tôi đi xem tình hình. Được. Ông Diêm Dương gọi bọn họ rồi. Cậu thông minh lên, đừng tiến lên nữa. Cẩn thận cái đầu của cậu. Cẩn thận. Đi. Đi đi đi. Không ai được lên cả. Không qua nổi rồi. Có bắn không? Không được, tiết kiệm đạn dược. Dẫn hai người lên, bắn từ phía trên. Tôi dẫn dụ bọn chúng.